Xin chào anh em, từ trước đến nay chúng ta đã cùng nhau mở hộp khá là nhiều những cây gaming, khá là nhiều những cái màn hình gaming. Nhưng có nhiều anh em còn nói với mình rằng mức giá của những cái màn hình gaming này thường nó khá là cao, toàn khoảng loanh quanh từ 9 cho đến 10 triệu, thậm chí nó ngang luôn cả cái cây mà chúng ta sử dụng ở nhà rồi. Thì ngày hôm nay mình sẽ đáp ứng cho anh em và chúng ta cùng nhau tìm hiểu về một cái màn hình rất là rẻ thôi, mức giá chưa đến 5 triệu. Nhưng đáp ứng được đầy đủ những cái tiêu chí mà chúng ta cần ở một cái màn hình. Thứ nhất là thiết kế đẹp, mỏng, nhẹ, sexy. Thứ hai là quay màn hình đẹp. Và thứ ba là một mức giá quá là tốt để cho anh em có thể sở hữu, cực kỳ phù hợp với những bạn học sinh sinh viên. Và đó chính là cái màn hình đến từ AOC. Đó, đây, với tên mã là I2781FH. Nhắc đến AOC thì cái điều đầu tiên xuất hiện trong đầu mình là một thương hiệu đem đến những sản phẩm giá tốt, giá rất cạnh tranh, đặc biệt tốt so sánh với những sản phẩm khác cùng tầm giá. Vậy thì cái màn hình AOC 27 inch này có gì hay ho, có gì thú vị và có gì đáng giá? Với cái mức giá vào khoảng 4,7 triệu thôi, anh em có thể tham khảo ngay tại cửa hàng An Phát PC. Quá là rẻ rồi thì nó có những cái gì có thể phù hợp được để đáp ứng cho chúng ta thì mình sẽ cùng anh em tìm hiểu ngay trong lần này. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau làm một động tác bình thường quen thuộc, đó là unbox cái hộp này ra. Thật ra thì nhìn ngay bên ngoài thôi anh em có thể thấy được rằng có rất là nhiều những cái thông số cơ bản của một cái màn hình nó rất là basic. Thứ nhất là chúng ta sẽ có cái màn hình 27 inch này, thứ hai là một cái thiết kế viền siêu mỏng ultra slim và thứ ba là một cái màn hình với tấm nền là IPS. 4,7 triệu IPS, trời ơi! Và đây là toàn bộ những cái phụ kiện mà chúng ta có được trong cái hộp màn hình AOC. Đầu tiên là một cái cục nguồn khá là nhỏ gọn. Thứ hai là anh em sẽ có một cáp VGA cơ bản và đương nhiên là không thể thiếu được một cáp HDMI. Đi kèm với đó thì sẽ là một sub hướng dẫn sử dụng đúng theo cái phong cách cải lương mà mình mở hộp bất cứ cái máy AOC nào cũng có cái hướng dẫn sử dụng nó cái kiểu này. Cái này thì chúng ta có thể quăng qua một bên. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, chiếc màn hình AOC 27 inch chỉ với mức giá vào khoảng 4,7 triệu. Vậy thì 4,7 triệu, cái điểm đầu tiên đập vào mắt mình đó là cái thiết kế của chiếc màn hình này quá mỏng, quá sexy và rất là đẹp. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau bóc hai cái xỉu ra. Cảm giác bao giờ cũng phê. Đó. Với 4,7 triệu thì trước hết là anh em sẽ có một cái thiết kế nó cực kỳ đẹp. Mình phải công nhận là một trong những cái màn hình giá rẻ đẹp nhất là mình từng thấy. Đầu tiên là khi anh em nhìn từ mặt trước thì sẽ có hai điểm rất đáng nói ở cái màn hình này, đó chính là về độ mỏng của màn hình. Cái viền mỏng ở phía dưới mình sẽ để đặt ngay ngón tay của mình để cho anh em thì nhìn rõ, nó chỉ ngang một cái đốt ngón tay mình thôi, nó rất là mỏng. Ngoài ra thì bao xung quanh cái màn hình này chúng ta vẫn sẽ có một cái đường khung viền thì nó cũng sẽ vào khoảng một nửa cái đốt ngón tay của mình, đây khoảng tầm đây. Và cái màn hình này nó sẽ rất phù hợp với những setup gaming hướng tới sự basic, hướng tới sự cơ bản, không quá màu mè nhưng vẫn có những gì mà chúng ta cần, vẫn đẹp, vẫn mỏng, vẫn sexy và hoàn toàn có thể khiến cho cái góc gaming hay góc làm việc của anh em trở nên cực kỳ ấn tượng. Chúng ta sẽ có một cái chân đế được làm bằng nhôm theo cái dạng đường kẻ chéo chéo như thế này. Nó sẽ rất khác so với những cái chân đế màn hình thông thường. Và nhìn cái chân đế màn hình dạng như thế này, thứ nhất là rất chắc chắn bằng kim loại gõ con luôn. Và thứ hai là nó sẽ khiến cho cái màn hình chúng ta trở nên thanh toát hơn và nhìn nó có vẻ gì đấy nó độc lạ hơn chẳng hạn. Và toàn bộ những cổng kết nối thì đều được giấu rất là gọn đằng sau. Và đây cũng là một cái điểm có thể nói là AOC đã ăn gian một chút về cái độ mỏng của cái màn hình này. Chúng ta sẽ có một cái phần mà được nó lồi lên khá là nhiều đằng sau. Đây chính là nơi đặt toàn bộ những cái chuẩn kết nối như là VGA, như là HDMI cũng như dây nguồn của máy. Về các cổng kết nối thì cũng không thực sự đa dạng lắm. Anh em sẽ chỉ có duy nhất một cổng VGA hoặc là hai cổng HDMI thôi. Thì đối với những cái nhu cầu sử dụng cơ bản thì mình nghĩ như thế này là quá đủ rồi. Và thậm chí là chỉ cần có cái HDMI thôi là cũng quá đủ để chúng ta có được những cái trải nghiệm giải trí cũng như trải nghiệm làm việc ở mức là cơ bản nhất. Và quay trở lại với cái tấm nền màn hình thì chúng ta sẽ có một cái tấm nền là 27 inch. Một cái kích thước nó cũng khá là thường thấy, khá là thông thường với độ phân giải là Full HD cùng với tấm nền là IPS. Đây là một trong những cái điểm mà mình cảm thấy cái màn hình này rất là đáng giá. Anh em sẽ có được một cái tấm nền IPS này cho góc nhìn tốt, nghiêng đi góc nhìn đều không bị thay đổi và đặc biệt hơn cả là có một màu sắc cực kỳ trung thực. Với cái tấm nền như thế này thì mình nghĩ những cái thao tác ví dụ như là anh em xem phim này, chơi game này thì đều sẽ rất là đã. Nhưng mà về mặt chơi game ấy thì cái màn hình này nó cũng sẽ chỉ đáp ứng ở mức tốt thôi chứ không quá xuất sắc vì đơn giản là mức giá nó cũng chỉ loanh quanh khoảng 5 triệu. Chúng ta sẽ có một cái độ phản hồi vào khoảng 4 ms đi kèm với tần số quét chỉ là 60Hz thôi. Nếu như anh em nào mà đòi hỏi những tần số quét nó thật là lớn như 144Hz rồi màn hình cong các thứ thì với mức giá 5 triệu gần như là không có rồi. Đây có thể nói là một trong những màn hình đem lại cái giá trị trên hiệu năng sử dụng là tốt nhất mà anh em có thể tìm kiếm được trên thị trường hiện nay. Có một điểm mình hơi phàn nàn một chút đó chính là về cái giao diện tùy chỉnh của cái màn hình AOC. Nói chung là tất cả các series màn hình của AOC đều có cái dạng menu hiển thị như thế này. nhìn nó khá là cải lương, khá là cũ kỹ mà mình thấy AOC áp dụng lên toàn bộ những cái series dòng sản phẩm của mình thì nhìn nó cũng khá là buồn cười. Nhưng mà nhìn chung thì cái này chúng ta cũng chả bao giờ sử dụng đến cả, bởi vì mình chỉ cần đơn giản bật màn hình lên, cắm máy tính vào là sử dụng thôi. Cái này không phải là một cái điểm quá quan trọng. Vậy thì với tầm giá 5 triệu chúng ta sẽ có được những cái gì từ cái màn hình này? Thứ nhất là anh em sẽ có một cái thiết kế nó rất là mỏng nhẹ với cái viền có thể nói là khá là mỏng so với tầm giá. Chúng ta sẽ có một cái tấm nền lớn 27 inch cùng một chất lượng tấm nền là rất cao, IPS cùng độ phân giải là Full HD. Thì nó sẽ đáp ứng được ok cho toàn bộ những cái nhu cầu sử dụng cơ bản hàng ngày của anh em như là xem phim, chơi game, lướt web và làm việc. Ngoài ra đây cũng là một trong những cái màn hình với tầm giá thấp mà AOC đã rất chăm chút đầu tư vào thiết kế. Vì chỉ nhìn từ mặt trước thôi thì đây có lẽ sẽ là một cái màn hình rất phù hợp cho những anh em nào đang tìm kiếm sự cơ bản, đang tìm kiếm sự mỏng nhẹ, tìm kiếm những cái giá trị thật từ một cái màn hình. Giá trị thật ở đây là gì? Là một cái màn hình mỏng nhẹ sexy, là một tấm nền tốt, là một không gian hiển thị đẹp. Tất cả gói gọn lại trong một mức giá chấp nhận được vào khoảng 5 triệu. Vậy anh em nghĩ sao? Đối với anh em thì đây có phải là một cái màn hình đáng bỏ tiền ra mua hay không? Và anh em muốn mình làm tiếp thêm về những mẫu gaming gear nào, mẫu màn hình nào, với tầm giá ra sao? Có thể comment ngay phía bên dưới. Mà mình đã làm khá nhiều tầm giá cao rồi, có lẽ chúng ta sẽ quay trở lại cái mức giá thấp thấp một chút, phù hợp hơn cả với những em học sinh sinh viên, chính những anh em đang xem video này. Và nếu như anh em hứng thú với các màn hình này, đừng quên rằng cửa hàng An Phát PC đang phân phối với một mức giá thấp hơn so với thị trường là rất nhiều. Anh em nhớ tham khảo giá bán, mình sẽ để đường link mua hàng ngay phần mô tả video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.